À, vâng, thưa bác sĩ, có thể thấy là cuộc sống xã hội ngày nay thì chị em chúng ta gặp rất là nhiều vấn đề về sức khỏe, trong đó có những bệnh lý liên quan tới u xơ tử cung, và cái tình trạng này tỷ lệ nó càng gia tăng theo độ tuổi. Vậy thì không biết là nguyên nhân là do đâu ạ? À, chúng ta biết là u xơ tử cung nó chính là cái sự quá phát của các cái tế bào cơ trơn tử cung, và đây là một cái khối u lành tính. Và cái u xơ tử cung thì thường rất hay gặp ở các chị em phụ nữ, và thường là hay gặp ở những người mà sau khi mang thai hoặc là sau khi sinh. Hiện nay thì người ta cũng chưa tìm thấy được cái nguyên nhân chính xác dẫn đến cái tình trạng u xơ tử cung. Tuy nhiên thì người ta cũng nhận thấy rằng là với những cái tình trạng như là cường estrogen cũng là được thấy nhiều ở những các cái bệnh nhân và u xơ tử cung. Chính vì vậy mà cũng cũng chưa rõ được là cái đây nó là những cái nguyên nhân cái cường estrogen nó là nguyên nhân hay nó là cái hậu quả của u xơ tử cung. Tuy nhiên thì cũng có một số các cái yếu tố. Thứ nhất là những cái rối loạn nội tiết tố, và đặc biệt là người ta nhận thấy rằng ở những người mà sử dụng những các cái liệu pháp estrogen đấy thì cũng có thể làm cho có thể dẫn đến cái u xơ tử cung, hoặc là một số các cái chị em phụ nữ mà trong cái quá trình mang thai thì cũng làm cho các cái khối u xơ tử cung nó tăng cường lên. Một cái nguyên nhân tiếp theo đó là những cái yếu tố di truyền. Khi mà những người thân trực hệ của chúng ta bị u xơ tử cung thì cái khả năng chúng ta cũng có thể là bị gấp 2 lần so với những người bình thường khác. Vâng, thế và một nguyên nhân nữa là thừa cân béo phì. Tình trạng thừa cân béo phì nó cũng làm cho cái rối loạn các cái nội tiết tố, và đây cũng là những yếu tố dẫn đến cái u xơ tử cung. Rồi là những cái tình trạng như là những cái quan hệ tình dục sớm và thường xuyên, đặc biệt là sau khi phụ nữ sinh đẻ hoặc là nạo phá thai, thì đây cũng là một trong những yếu tố nó có thể làm cho nhiễm trùng này hoặc các cái niêm mạc tử cung, và cũng có thể là những nguyên nhân dẫn đến cái tình trạng u xơ tử cung. Rồi là những cái tình trạng viêm nhiễm phụ khoa như là những cái viêm nhiễm âm đạo, những viêm nhiễm cổ tử cung, và những cái tình trạng như là viêm niêm mạc tử cung cũng là một trong những cái yếu tố nó dẫn đến cái có thể dẫn đến tình trạng u xơ tử cung. Rồi là những cái căng thẳng stress, vì chúng ta biết khi những các cái căng thẳng stress kéo dài nó có thể làm rối loạn nội tiết tố, ví dụ như nó làm tăng cường cái estrogen lên, cũng là một trong những cái có thể dẫn đến u xơ tử cung. Rồi là một số những các cái như là lứa tuổi nữa, và người ta cũng nhận thấy rằng là khi lứa tuổi càng cao thì cái khả năng bị u xơ tử cung cũng sẽ nhiều hơn. Như là qua một thống kê cho thấy rằng đối với chị em phụ nữ chúng ta dưới 30 tuổi thì cái tỷ lệ u xơ tử cung chiếm độ khoảng 5%, thì từ 30 đến 40 tuổi là tỷ lệ này lên đến 30%, và khi trên 50 tuổi cái tỷ lệ này nó chiếm đến 60%. Và có thể là một số những các cái chủng tộc, ví dụ như là những người da đen thì cái tỷ lệ u xơ tử cung nó sẽ tăng cao hơn so với những người da trắng. Quả thật với những phân tích của bác sĩ thì có thể thấy là có rất là nhiều nguyên nhân để dẫn đến cái tình trạng u xơ tử cung ở phụ nữ. Tuy nhiên có một số trường hợp thì có những cái dấu hiệu cụ thể để mình biết được, nhưng có những cái trường hợp thì không có những cái dấu hiệu cụ thể, và tùy vào từng cái vị trí, cái kích thước, cái tình trạng của khối u nữa. Vậy thì theo bác sĩ, đối với những cái trường hợp mà có biểu hiện cụ thể thì những dấu hiệu nào ạ? Vâng, thì đúng là như vậy, tức là cũng có những trường hợp mà cái khối u xơ tử cung nhỏ thì người bệnh cũng không có cảm giác gì đâu, nhưng mà cũng có thể là những cái khối u nó to lên này, hoặc là một số người cũng có những cái dấu hiệu. Thứ nhất là những cái khí hư nó sẽ ra nhiều hơn, vì chúng ta biết bình thường thì khí hư thường là nó sẽ theo những cái chu kỳ kinh nguyệt, nhưng mà những trường hợp này khí hư sẽ ra nhiều hơn. Thứ hai nữa là bệnh nhân sẽ có thể có những cái rối loạn kinh nguyệt, ví dụ như là cái vòng kinh nó sẽ không đều này, rồi là những cái tình trạng như là kinh kéo dài, và đặc biệt là cái lượng kinh nữa, lượng kinh nó ra thường cũng nhiều hơn, hay là gọi là đa kinh ạ, cái lượng kinh máu ra nhiều hơn này, và cái kéo thời gian kéo dài hơn, cũng như là những cái triệu chứng như là đau bụng. Những cái đau bụng này thì có thể là đau ở vùng dưới bụng dưới, và cái đau bụng thì có thể ở cả những người mà không ở trong chu kỳ kinh nguyệt cũng vẫn vẫn có thể đau bụng này, hoặc là đặc biệt là đau tăng lên vào những cái lúc mà chúng ta chuẩn bị hành kinh hoặc là hành kinh, hoặc là cũng có thể đau tăng khi mà quan hệ tình dục. Và ngoài ra nữa thì nó cũng có một số các cái biểu hiện nữa, ví dụ như các cái khối u xơ to nó sẽ chèn ép vào các cái bộ phận xung quanh, như là chèn ép vào trực tràng, chèn ép vào bằng quang, thì có thể dẫn đến cái tình trạng như là rối loạn cái đại tiểu tiện nữa. An Can, giải pháp hiệu quả cho các bệnh lý u bướu lành tính như u tuyến giáp, u xơ tử cung, u nang buồng trứng, u tuyến vú, u mỡ. Suốt 9 năm ra đời, An Can vinh dự nhận được nhiều giải thưởng danh giá, nhận được sự đánh giá cao của các chuyên gia và sự tin dùng của hàng triệu người bệnh u bướu. Với đội ngũ chuyên gia u bướu giàu kinh nghiệm, tận tâm, luôn mang đến giải pháp tối ưu, tin cậy để đồng hành cùng bạn trên suốt hành trình chiến thắng u bướu. Hãy gọi ngay 0899 181998, chia sẻ biểu hiện và tình trạng bệnh để được tư vấn giải pháp hỗ trợ tiêu u hiệu quả, an toàn. Truy cập website ancan.com.vn để biết thêm thông tin chi tiết.